tâm lý nhà đầu tư đu theo bảng giá đất đã manh nha hình thành từ thời điểm đầu tháng 8 năm 2024. Sau khi dự thảo đề xuất bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp vài chục lần ở các tuyến đường, khu vực, nhiều nhà đầu tư đã kỳ vọng những đột phá về giá trong đầu tư bất động sản. Vậy, với những thay đổi trong bảng giá đất, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những điều gì trong tương lai gần? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường đưa tin, theo ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, bảng giá đất điều chỉnh lần này so với dự thảo bảng giá đất công bố trước đây đã giảm khoảng 20-30%. Tuy nhiên, nếu so với bảng giá đất trong quyết định 02/2020, dự thảo mới vẫn tăng bình quân 5-7 lần. Bên cạnh đó, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh mới đây đã phần nào khiến tâm lý nhà đầu tư bị trùng xuống. Theo đó, tại dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 02/2020 về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt, giá đất điều chỉnh dự kiến tăng từ 4-38 lần so với giá được quy định tại quyết định 02/2020. Tuy nhiên, nhiều vị trí là giảm hơn 2 lần so với dự thảo hồi tháng 7 năm 2024. Cụ thể, với khu vực quận nhất, những tuyến đường có giá cao nhất thành phố là Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ được điều chỉnh giảm xuống còn 687 triệu đồng trên mét vuông, theo cho mức 810 triệu đồng ở dự thảo trước đó. Mức giá này tăng 4,2 lần so với bảng giá đất hiện hành, nhưng giảm 16% so với giá đề xuất cũ. Hay đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành có giá 447 triệu đồng. Mức giá này tăng 3-4,5 lần so với giá đất tại quyết định 02, nhưng thấp hơn so với dự thảo cũ 100-200 triệu đồng. Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Công trường Quốc tế dự kiến là nơi có giá đất mới cao nhất quận, từ 305 đến 340 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm từ 20-30% so với giá đề xuất trước và tăng khoảng 5 lần so với hiện tại. Thành phố Thủ Đức là địa phương có thay đổi mạnh trong dự thảo bảng giá đất mới. Lần này, khi giá đất hiện hành trung bình từ 5-8 triệu đồng mỗi mét vuông, thì hiện điều chỉnh lên đến 120 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 9 lần. Trong khi đó, giá đất trong đề xuất lần đầu lên đến 149 triệu đồng một mét vuông, tăng 11 lần. Huyện Hóc Môn là địa phương có mức điều chỉnh giá đất cao nhất. Như trong dự thảo bảng giá đất lần đầu, mức tăng lên đến hơn 51%, còn hiện nay giá tăng khoảng 30 lần. Như vậy, bảng giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, bảng giá đất thương mại dịch vụ giữ nguyên mức thu như trước đây. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ giữ nguyên mức thu như trước đây. Riêng bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khác cho hình thức sử dụng đất đặc thù, mức thu dự kiến ban hành giảm so với mức thu hiện hành. Ông Trần Khánh Quang cho rằng, với những vùng đất đai đã ổn định, như khu vực trung tâm ít bị ảnh hưởng, nhưng còn các khu vực vùng ven thì mức tăng rất lớn, như ở huyện Hóc Môn tăng đến 35 lần so với bảng giá đất của quyết định 20/2020. Đây là vấn đề lớn đối với người dân có nhu cầu thật về nhà ở. Còn đối với dân đầu tư thì đây là bước ngoặt của thị trường. Nhà đầu tư có hai lựa chọn, một là gom đất đã có sẵn thổ cư để có giá tốt nhất, hai là mua đất nông nghiệp chuyển lên thổ cư nếu thấy có lợi nhuận. Nhưng với việc đóng tiền sử dụng đất tăng cao như vậy thì lợi nhuận chắc chắn sẽ không có. Thời gian qua, khi dự thảo bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh lần 1 công bố ra thị trường hồi tháng 7 năm 2024 đã tác động khá nhiều đến tâm lý nhà đầu tư. Dù đại diện thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc ban hành bảng giá đất không ảnh hưởng đến việc tăng giá bất động sản, song những người sở hữu đất vẫn kỳ vọng những nấc thang về giá khi dự thảo bảng giá đất mới tăng 5 đến 51 lần bảng giá đất hiện hành. Thời điểm này, thị trường cũng xuất hiện khá nhiều nhóm đầu tư săn đất, ôm đất trước khi bảng giá đất ban hành, đa số kỳ vọng về biên lợi nhuận khi giá đất ở các tuyến đường, khu vực đều tăng. Tuy nhiên, nhìn nhận về việc ảnh hưởng của bảng giá đất đến mức độ tăng giá bất động sản, một số chuyên gia cho rằng điều này không rõ ràng, thậm chí bị ảnh hưởng ngược khi những nhà đầu tư sở hữu đất nông nghiệp lên thổ cư, chi phí gia tăng theo bảng giá đất mới sẽ tác động đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Hiện bảng giá đất điều chỉnh được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây. Tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở. Người được giao đất ở, tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. Tính thuế sử dụng đất, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,
tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình cá nhân. Như vậy, việc nhà đầu tư kỳ vọng quá nhiều vào việc tăng giá bất động sản hay thị trường sôi động trở lại sau khi bản giá đất mới ban hành là quá sớm ở giai đoạn này. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để lại ý kiến ở dưới video và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản bạn nhé. Dựa trên những tín hiệu tích cực trong quý 3 vừa qua, Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam VARS dự báo thị trường bất động sản khả năng sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong giai đoạn cuối năm. Để xem nội dung cụ thể ra sao, để có thật sự tăng nhiệt, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Theo Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam VARS, thị trường bất động sản Việt Nam quý 3 nói riêng và 9 tháng đầu năm 2024 đã cho thấy sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn, nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường và mở ra chu kỳ mới theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững hơn. Các phân khúc bất động sản từ nhà ở, thương mại tới bất động sản công nghiệp đều cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tích cực với nhiều dự án mới được triển khai. Trên cơ sở những kết quả ghi nhận được từ quý 3, VARS dự báo, nếu các yếu tố như chính sách pháp lý, tài chính và đầu tư công tiếp tục được cải thiện, thị trường khả năng sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong giai đoạn cuối năm khi hành lang pháp lý mới chính thức đi vào cuộc sống, khi các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án. Đặc biệt, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt cho thị trường thông qua hoạt động M&A theo hướng gấp gạo thổi cơm chung. Một nhấn mạnh quan trọng nữa đó là việc nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và điều tiết thị trường, bảo đảm ổn định và phát triển định hướng. Đồng thời, xu hướng bất động sản xanh đang nổi lên được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới. Do đó, các phân khúc sẽ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi như căn hộ cao cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, biệt thự liền kề trở nên sôi động, đất nền pháp lý sạch duy trì thu hút nhà đầu tư. Phân khúc nhà ở xã hội cũng sẽ có thêm cơ hội nhờ vào các quy định mới. Ngoài ra, bất động sản công nghiệp sẽ tăng trưởng và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng có cơ hội cải thiện nhờ vào việc condotel được cấp sổ. Chủ đề tăng nhiệt hay tạo nhiệt được đặt ra như một câu hỏi lớn cho cả thị trường bất động sản. VARS cho rằng, thị trường bất động sản đang ở giai đoạn chuyển giao, vì vậy sẽ rất nhạy cảm trước các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ các chủ thể. Sự tăng trưởng nhẹ ở một số phân khúc có thể tạo nên đà hồi phục mạnh mẽ nếu các yếu tố hỗ trợ từ chính sách, hạ tầng và tài chính được đáp ứng. Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá bất động sản nếu không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho thị trường và cho cả xã hội. Để giải quyết được tình trạng này, nhà nước cần sớm có các biện pháp hỗ trợ nhằm thông đường đi cho các dự án nhà ở thương mại giá bình dân, nhà ở xã hội và có thêm những chính sách phục hồi cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Song song đó, VARS cho rằng rất cần sự tham gia, đồng hành của tất cả các chủ thể bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản. Cũng trong bối cảnh hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, VARS kiến nghị các chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản cần chủ động cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi mới. Đồng thời, doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với hành lang pháp lý và xu hướng phát triển thị trường. Cụ thể, các chủ đầu tư nên đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm theo đúng xu hướng và khả năng chi trả của phần đông người dân. Các sàn giao dịch bất động sản phải nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định pháp lý dự án nhằm đảm bảo lựa chọn những dự án chất lượng tham gia phân phối. Đối với môi giới bất động sản, việc tham gia các chương trình đào tạo, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề là bước đi quan trọng để xây dựng sự chuyên nghiệp và uy tín trong nghề. Ngoài ra, chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản nên tập trung vào thế mạnh, tránh dàn trải ôm đồm, làm giảm hiệu quả hoạt động, phân tán nguồn lực và khó đạt được kết quả tối ưu. Trong một hoạt động cần lấy thị trường chung làm trọng yếu, cần xác định rõ thị trường có khỏe thì doanh nghiệp môi giới bất động sản mới khỏe. Khi đó khách hàng và nhà đầu tư mới yên tâm. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn có nghĩ rằng chúng ta đang đối diện với một cơn sốt bất động sản mới hay đây chỉ là những dấu hiệu tạm thời? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video và đừng quên nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.